Chào mừng các em đã đến với trang lời giải hay.com. Hôm nay, cô sẽ hướng dẫn các em trả lời câu hỏi trong mục 3, trang 73, sách giáo khoa khoa học tự nhiên 6, bộ sách Chân trời sáng tạo. Chúng ta đến với câu hỏi đầu tiên là câu hỏi số 6. Từ thí nghiệm 1, hãy cho biết các chất lỏng có hòa tan trong nhau không? Trong thí nghiệm 1 có hai trường hợp xảy ra. Thứ nhất là người ta hòa tan ethanol hay còn gọi là rượu vào trong nước. Và trường hợp thứ hai là hòa tan dầu ăn vào trong nước. Trường hợp thứ nhất, khi chúng ta hòa tan ethanol vào trong nước thì chắc chắn sẽ thu được một hỗn hợp đồng nhất và chúng ta không thể phân biệt được đâu là ethanol và đâu là nước nữa. Nhưng trong trường hợp số 2, khi mà chúng ta hòa tan dầu ăn vào trong nước thì nhận thấy rằng dầu ăn nhẹ và không tan trong nước. Chính vì thế mà hỗn hợp này sẽ chia làm hai lớp. Lớp trên cùng là dầu ăn và lớp thứ hai ở phía dưới là nước. Chúng ta chuyển sang câu hỏi số 7. Quan sát hình 15.4, em hãy nhận xét về sự phân bố thành phần các chất có trong hỗn hợp đồng nhất và không đồng nhất. Hình ảnh 15.4 cho chúng ta biết về vị trí của các hạt trong hỗn hợp đồng nhất và không đồng nhất. Trong hỗn hợp đầu tiên là hỗn hợp đồng nhất thì chúng ta nhận thấy rằng các hạt này đang phân bố theo một cái thứ tự nhất định và xen kẽ lẫn nhau. Còn trong hỗn hợp đồng nhất thì các hạt đang chia thành các vùng riêng biệt. Như vậy là chúng ta có thể rút ra được kết luận, hay nói cách khác là câu trả lời của câu hỏi số 7 là trong hỗn hợp đồng nhất thì các thành phần phân bố đồng đều ở mọi vị trí và xen kẽ với nhau. Còn trong hỗn hợp không đồng nhất thì các hạt này sẽ phân bố thành các vùng riêng lẻ và không xen kẽ lẫn nhau. Trong mục số 3 cũng có một câu hỏi luyện tập với nội dung như sau. Em hãy lấy ví dụ về hỗn hợp đồng nhất và hỗn hợp không đồng nhất. Vậy thì trước tiên chúng ta phải nhớ được khái niệm thế nào là hỗn hợp đồng nhất và hỗn hợp không đồng nhất. Hỗn hợp đồng nhất là một hỗn hợp có thành phần giống nhau tại mọi vị trí trong toàn bộ hỗn hợp. Còn hỗn hợp không đồng nhất là hỗn hợp mà thành phần không giống nhau trong toàn bộ hỗn hợp, giống như câu hỏi số 7 mà chúng ta vừa phân tích hình ảnh đấy. Vậy thì ví dụ về hỗn hợp đồng nhất, cô có thể thấy như là nước đường, như là nước muối, không khí hay là coca, vân vân. Còn về hỗn hợp không đồng nhất thì chúng ta có thể lấy hỗn hợp cát với nước vì là cát không thể hòa tan được trong nước. Thì chúng ta vẫn có thể phân biệt được đâu là cát và đâu là nước. Hay là hỗn hợp dầu ăn như câu hỏi vừa rồi chúng ta vừa trả lời xong đúng không nhỉ? Hoặc là hỗn hợp xăng với nước vì là xăng không tan và nhẹ hơn nước nên khi chúng ta hòa tan xăng vào nước thì sẽ thu được một cái hỗn hợp không đồng nhất. Xăng nổi lên trên và nước sẽ ở phía dưới. Vậy là cô và các em đã hoàn thành các câu hỏi trong mục số 3, trang 73, sách giáo khoa khoa học tự nhiên 6, bộ sách Chân trời sáng tạo. Các em hãy truy cập vào trang lời giải hay.com để xem chi tiết các bài giảng khác nhé. Chúc các em học tốt và hẹn gặp lại các em trong các video bài giảng tiếp theo.